sẽ tự động, mình không cần đạp ga luôn nha, nó sẽ tự động điều khiển xe, cũng hơi hợp lắm. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ thử cái tính năng tự lái, đó là kết hợp giữa nó chạy theo lane tự thắng và nó tự lên ga cho mình luôn. Tức nghĩa là mình không cần phải đụng vô chiếc xe gì luôn, nó sẽ tự động điều khiển chiếc xe cho mình. Ok, để chạy được tính năng này thì các bạn đầu tiên là các bạn nhìn ở cái vô lăng nè, nó có chữ main. Mình nhấn vô cái main một cái ha. Đây là main nè. Đó, nó sẽ hiện lên adapter cruise control nè. Đó. Với lại LKAS, lane cap là chạy theo lane đó. Thì đây, sau khi bạn nhấn cái main xong thì bạn nhấn thêm cái chạy theo lane nè. Đó, nó sẽ hiện lên ở cái màn hình ở đây luôn. Đó. Rồi các bạn nhấn theo giữ khoảng cách nè. Thì nó giữ khoảng cách thì các bạn có thể giữ khoảng cách xa hoặc gần tùy theo mình muốn nè. Nó có xa, rất là xa và gần hơn nữa. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ set tốc độ, mình nhấn xuống một cái, mình nhấn xuống cái chữ set một cái thì nó cái tốc độ mình đang chạy, thí dụ mình đang chạy 60, mình nhấn set một cái là nó sẽ tự động lên ga cho mình luôn. Tức nghĩa là bây giờ mình sẽ không cần phải điều khiển gì hết thì chiếc xe nó sẽ tự động hoạt động luôn, nó sẽ tự chạy theo lane, tự thắng, tự giữ khoảng cách với lại xe trước. Đó, và nó tự lên ga cho mình luôn khi mình set 60 hay là mình muốn để mình tốc độ mình đang chạy á. Đó. Sau khi mà mình trải nghiệm cái tính năng tự lái trên cái xe này thì mình thấy nó rất là hay cho cái việc nếu mà bạn đi xa
thì mình sử dụng cái tính năng này rất là hay, mình đỡ phải đạp ga rồi tự thắng, nó tự thắng thì mình phải đạp thắng này kia, hoặc là lúc mà kẹt xe, đặc biệt là lúc kẹt xe mình nghĩ tính năng này cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà kẹt xe mình cứ nhích thì cái xe này nó tự động nó thắng cho mình thì rất là hay ha. Nhưng mà các bạn cũng đừng có phụ thuộc quá vào cái tính năng này, thì mình nghĩ là các bạn phải khi mà lái xe mình phải chủ động quan sát thì nó sẽ an toàn hơn đó. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho mình nha, để mình có động lực làm những video tiếp theo hay hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.